Mời quý vị và các bạn cùng theo dõi lễ tổng kết và trao giải cuộc thi tìm hiểu kiến thức về biển đảo Việt Nam, Tổ quốc bên bờ sóng đang được truyền hình trực tiếp trên kênh truyền hình quốc phòng Việt Nam và Đài phát thanh truyền hình Hà Giang tiếp sóng trực tiếp trên kênh HGTV. Mời quý vị và các bạn cùng theo dõi. Trên cơ sở đó, nhiều cơ quan đơn vị, địa phương trên cả nước đã tích cực triển khai, xây dựng kế hoạch, hướng dẫn, vận động và khuyến khích cán bộ, đảng viên và người dân trên địa bàn